Hello. Hi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cậu Ước Channel. Các bạn thấy gì không? Đây là quả dưa hấu. Ngon lắm nhưng mà rất là tiếc. Bởi vì theo cái ý muốn, mong muốn của cái bạn nữ này đây này, cái bạn Linza đây này, bạn ấy muốn là thử nghiệm cái thí nghiệm tức là bước lịp vào quả dưa hấu để xem nó phát lỏ hay không. Thực ra mình xem rất là nhiều rồi, mình muốn kiểm chứng xem, muốn thực hành xem thế nào. Và hôm nay là mình sẽ vừa kiểm chứng và vừa nói cho cái bạn nữ này biết là tại sao nó lại nổ. Bởi vì bạn ấy không tin là nó sẽ nổ nhá. Bây giờ là không để các bạn đợi lâu, chúng ta đến ngay với cái màn thí nghiệm này. Và chúng ta sẽ đến ngay với màn này, nhưng mà từ từ, như này nó hơi cao, mình sẽ bỏ cái ghế này ra. Đấy. Các bạn nhìn rõ không? Đây là lịp đây các bạn, nó tầm 700 cái lịp. Nào. Ôi, lỗi. Các phải để nó vào một điểm thôi. Rồi. Làm sao cái diện tích nó càng nhỏ càng tốt. Dùng xong là phải bỏ vào thùng rác. Thank you.
thấy này. Đấy. Đang sắp tôi đang tạo ra ép nước ở trong quả dưa này. Đấy. Quay lại cho mọi người nhìn thấy. Đây là kết quả của chúng ta. Mình xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Cọc Út Trailer để nhận được những video hay hơn. Cái này đã làm đấy.